Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cơ hội của Tô Lâm từ cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang lại cơ hội cho một số người, đặc biệt là các quan tham. Có lẽ chính trường Cộng sản Việt Nam sau Nguyễn Phú Trọng sẽ có bước ngoặt rất lớn người được lợi lớn nhất của việc tổng bí thư nguyễn phú trọng qua đời có thể nói chính là ông tô lâm nếu như trước đó chưa lâu ông ta bị tước mất chiếc ghế bộ trưởng bộ công an một cách đột ngột thì giờ đây tô lâm đã giữ vững bộ công an trong tay khi là chủ tịch nước hiếm hoi có thể là duy nhất và vẫn trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đồng thời thì người thân tín của ông lương tam quang đã được ông ủng hộ lên chức bộ trưởng bộ công an cho dù chưa được vào bộ chính trị Ngoài ra thì ông Nguyễn Duy Ngọc, một đàn em thân cận khác của Tô Lâm cũng đã trở thành tránh văn phòng Trung ương Đảng. Chưa kể Vũ Hồng Văn, em vợ của Tô Lâm cũng đã được biệt phái về Ban Kiểm tra Trung ương. Kể từ đầu năm cho đến nay thì sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã xa rút. Trước Tết nguyên đán thì ông đã nhập viện mất một thời gian dài, và điều này đã gây ra náo loạn dư luận, có lẽ biết rằng mình sẽ sống không còn bao lâu nữa. Ông Trọng đã cố gắng đưa ông Lương Cường lên thường trực ban bí thư như là một nhân vật đối trọng với vị trí đầy quyền lực của Tô Lâm. Vì chỉ có Lương Cường xuất thân là đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mới có thể uh, thoát được cảnh ông Tô Lâm hạ bệ dưới chiêu bài chống tham nhũng không vùng cấm mà chính ông trọng là người khởi xướng. Trước đó thì tô lâm đã hạ bệ một loạt những nhân vật quan chức cao cấp dưới chiêu bài chống tham nhũng của ông ta và trước đó thì ông tô lâm uh, là loại những tên mà tay to mặt lớn đều là người thân cận với nguyễn phú trọng. À, trong đó phải kể đến võ văn thường chủ tịch nước vương đình huệ chủ tịch quốc hội và trương thị mai thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương tất cả những người này đều bị ông tô lâm cho việt vị bằng cách trưng ra bằng chứng cho thấy họ đã tham nhũng như thế nào với các bằng chứng hiển hiện đó thì mặc dù rất đau nhưng ông trọng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà hy sinh đi các đàn em thân tín của mình nhưng đối với Lương Cường thì khác giả dụ như Lương Cường có tham nhũng đi chăng nữa thì ông Tô Bộ Công an cũng không có thẩm quyền điều tra vì theo quy định Điều 163 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 thì Thứ nhất Cơ quan điều tra Bộ Công an nhân vật điều tra tất cả các tội phạm trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong quân đội, nhân dân và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lực lượng quân đội luôn là bất khả xâm phạm, chỉ có quân ủy trung ương mới có quyền ra lệnh điều tra những nhân vật như Lương Cường, mà thôi. Và chính vì vậy, Lương Cường là nhân vật mà ông Tô Lâm và bộ công an không thể nào động vào, cho dù ông có tham nhũng đi chăng nữa. Khi ông trọng nắm giữ chức tổng bí thư lần đầu tiên năm 2011 thì ông trọng đã muốn triệt Tiêu Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ khi đó Bởi vì ông Dũng là một thủ tướng siêu quyền lực Và đương nhiên thì quyền lực của ông Dũng dùng để mưu lợi cho mình rất là nhiều Và nhiều văn bản luật được à, ban hành để phục vụ cho gia đình ông ta là chủ yếu Ví dụ như luật quốc tịch Việt Nam năm 1908 Với quy định cho phép một người có thể giữ song tịch Mục tiêu chính là ông Dũng muốn hợp thức hóa cho con dâu và con rể của ông ta đều là người Việt nhưng quốc tịch Mỹ. Đặc biệt, Nghị định 24 trên 2012 về quản lý và vàng và văn bản do chính ông ta ký. Nghị định này cũng đã gây ra một sự xáo trộn bất hợp lý cho thị trường vàng ở Việt Nam cho đến tận bây giờ. Mà nhiều người trong chính phủ đều biết ông Dũng ban hành văn bản này để giúp cho Tư Thắng, em trai của ông ta ở quê nhà Kiên Giang trục lợi từ buôn lậu vàng. Ông Nguyễn Phú Trọng cùng với Tư Sang, cựu chủ tịch nước, đã cùng nhau tìm cách hạ bệ Nguyễn Tân Dũng. Năm 2012, Bộ Chính trị đã bỏ phiếu để tán thành việc kỷ luật ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng khi ban chấp hành Trung ương lại không đủ số phiếu cần thiết, đồng nghĩa với việc ông Dũng vẫn bất khả xâm phạm. Lần đó, ông Trọng đã phải nức nở, rơi nước mắt trước quốc dân đồng bào. Sau lần đó, thì Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi phương cách và ông ta từ một tay lý thuyết xuông đã trở thành một người đốt lò cao cơ và cần dùng thanh kiếm để chặt củi cho vào lò. Ông Trọng đã sử dụng Tô Lâm để thực hiện mưu đồ của riêng mình. Ông Nguyễn Phú Trọng gần đây mới chuyển sang chức chủ tịch nước, còn trước đó thì ông ta luôn trong ngành công an. Và ông Tô Lâm đã đi lên từ Cục trưởng, rồi Tổng cục Tình báo Bộ Công an, rồi lên tới Thứ trưởng và Bộ trưởng. Khác với Phạm Minh Chính, tuy cũng là công an nhưng có cách kiểu khôn khéo của dân tình báo. Còn Tô Lâm là dân an ninh nói nên vấn đề về nội trị ông Tô hiểu rất rõ ngóc ngách của nó. Mặc dù người đỡ lò Nguyễn Phúc Trọng luôn tuyên bố là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thế nhưng thì tai tiếng về tham nhũng của Tô Lâm thì không phải là không có, thậm chí còn nhiều hơn những kẻ khác. Mà ông Tô vẫn bình yên vô sự và điều đó cho thấy rằng Tô Lam đã nắm được tẩy của Nguyễn Phú Trọng khiến chồng trọng không thể không sử dụng. Người ta còn nhớ vụ AVG với Phạm Nhật Vũ em trai tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, mãi sau này ông trọng mới xử lý được vụ này. Trong vụ án này thì có tình tiết đáng lưu ý đó là Tô Lâm, người đã trực tiếp ký công văn số 2889 trên BCA A61 ngày 21 tháng 12 năm 2015 khẳng định việc mua bán giữa mobile phone và ABG là đúng pháp luật, đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ có công văn này mà Bộ Công an mà Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng giữa mobile phone và ABG. Sau này, thanh tra chính phủ đã chỉ rõ, việc mobile phone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước, nhưng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ này đã có văn bản số 44 trên BTT, QNL, GN ngày 5 tháng 3 năm 2015, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc đưa giao dịch này vào thuộc danh mục bí mật nhà nước, là không đúng quy định tại điều 5, điều 14, điều 71, quy định số 36 trên 2014 trên quy đề TTG ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Công an có ý kiến về nhiều nội dung không thuộc phạm vi quản lý của nhà nước của Bộ Công an, thậm chí thì thuộc lĩnh vực của các bộ quản lý chuyên ngành. Về chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, về vấn đề giá mua cổ phần, hiệu quả đầu tư của dự án vân vân, để xin ý kiến Bộ Công an là không đúng quy luật của pháp luật. Vì vậy mà Bộ Thông tin Truyền thông không thể căn cứ vào ý kiến của Bộ Công an để cho mình đã tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan của nhà nước có thẩm quyền. Rõ ràng vai trò trách nhiệm của Tô Lâm trong vụ đề án này là rất rõ ràng, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng không hề xử lý Tô Lâm gì hết. Chưa kể đến việc ông Tô Dũng, em trai của Tô Lâm, cũng là chủ tịch của một doanh nghiệp đầy tai tiếng là tập đoàn Xuân Cầu Holdings, không thể nói rằng ông Tô Dũng không liên quan gì đến Tô Lâm, mà ngược lại nếu như không phải là em trai của Tô Lâm thì sức mấy Tô Dũng trở thành đại gia như vậy. Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận Thanh tra số 2181 trên TB TTCP liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với dự án trồng mới, khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với phát triển tổ hợp du lịch, phát triển vườn khu bán hoang dã tại khu vực rừng phòng hộ núi Cậu, đã bán đảo xã Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để đẩy xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư. Điều đáng nói là doanh nghiệp thực hiện dự án này chính là một công ty con của tập đoàn Xuân Cầu của Tô Dũng, em trai Tô Lâm làm chủ đầu tư. Nhiều người dự báo rằng với sự đi lên như diều gặp gió của Tô Lâm thì chắc chắn Tô Dũng và tập đoàn của ông ta sẽ tiếp tục phất lên trông thấy trong thời gian tới. Và có lẽ cái ngày mà đại gia bất động sản Tô Dũng vượt mặt các đại gia bất động sản trước đây như Trương Mỹ Lan hay Đỗ Anh Dũng là không xa. Nếu Tô Lâm trở thành Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây có lẽ là một trường hợp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Cộng sản Việt Nam và không phải ngẫu nhiên mà ở chính trường Việt Nam trước đây, lực lượng công an không hề có ai có thể trở thành Tổng Bí Thư, kể cả Nguyễn Tấn Dũng khi làm Thủ tướng siêu quyền lực, nhưng cũng không thể lên được chức Tổng Bí Thư được. Bởi vì dường như ai cũng biết rằng lực lượng công an có rất nhiều người tham nhũng, đặc biệt là các lãnh đạo, nhưng liệu ông Lương Cường và giới quân đội có thể ngăn chặn đà bước của Tô Lâm trên con đường lên vị trí cao nhất nước hay không, đó là điều chúng ta hãy cùng chờ xem tương lai sẽ như thế nào. Và khi Nguyễn Phú Trọng ra đi thì hình ảnh đi tráng của người Cộng sản cuối cùng đã không còn nữa. Có người cho rằng trong nhân vật chính trị Việt Nam đương đại thì ông Nguyễn Phú Trọng có thể được sánh ngang với Lê Duẩn. Đánh giá này có lẽ cần được bàn thêm. Ông Lê Duẩn điều hành một nước Việt Nam trong một bối cảnh có thể nói là ít phức tạp bằng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Duẩn còn là một vị Tổng Chỉ huy Lực lượng Cộng sản chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 nên ông có cái uy của một vị tư lệnh. Đức Việt Nam thời của Lê Duẩn phân định danh giới địch ta rõ ràng, xã hội tự trung chỉ có hai thành phần, cán bộ, dân chúng. Cán bộ thì nắm tất tật tật, còn dân chúng thì mới hoàn hồn sau chiến tranh cũng chẳng mấy khó để cai trị không có internet và cũng chẳng có mạng xã hội thời Nguyễn Phúc Trọng khác hẳn với thời của Lê Duẩn xã hội có nhiều thành phần và cán bộ cũng có dăm bảy phe và chiến tuyến thì địch ta ta địch không rõ ràng nữa có một bộ phận mà có thể nói rằng trung uh, dân chúng trẻ tuổi ngày càng đông và không biết chiến tranh là gì cả, lại học đủ thứ chuyện ở bên ngoài thông qua Internet, mạng xã hội. Ông Trọng cũng không có uy thế thủ lĩnh thời chiến như ông thời là ông Lê Duận. Ông Trọng bị nhiều người chỉ trích và gọi ông bằng một danh từ uh, sách mé hay là nói ông là kẻ giáo điều Cộng sản. Nhưng dù ý kiến như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng là nhà lãnh đạo Việt Nam nổi tiếng nhất trong thời bình. Ông tiếp chuyện bà vị Tổng thống Mỹ Quốc gia cựu thù trong đó thì có một lần ông được tiếp tại Tòa Bệnh Ốc. Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ công nhận ông là nguyên thủ quốc gia trên thực tế của Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn với chính sách ngoại giao mềm dẻo cây tre. Người không thích thì gọi là đu dây, cứ đồng đưa giữa một bên là phương Tây và một bên kia là mối quan hệ phức tạp với người anh em phương Bắc, Trung Cộng và Nga. Di sản nổi bật thứ hai của ông là cuộc đấu tranh chống tham nhũng với tên tục là đốt lò. Và nhiều người không ưa hay không ưa chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay gọi đấy là phương tiện để ông ta cùng các đồng chí cánh hầu của mình đấu đá nội bộ. Nhưng tôi thì cho rằng chuyện đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên uy tín cho ông trong dân chúng Việt Nam và có những hình ảnh người ta tiếc thương ông bị báo chí của đảng nói vống lên một chút nhưng theo tôi thì đa số dân chúng Việt Nam kính trọng ông Trọng. Ta có thể nói giải thích nào cho hiện tượng Nguyễn Phú Trọng, một viên quan văn theo quan niệm truyền thống là chói gà không chặt và không có sáng kiến tư tưởng nào ngoài tín điều Mark Lenin, mà lại tạo ra được uy tín trong dân chúng, thống trị tất cả các phe phái trong đảng. Tôi nghĩ là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ông Trọng là người trong sạch, cũng có những lời ông tiếng ve nói ông dính tới vụ này vụ khác nhưng không có gì là chắc chắn cả. Ta nên nhớ trong tình trạng phe bên tám lạng kẻ nửa cân thì ông Trọng là lem nhem gì đó chắc hẳn là các phe kia sẽ không bao giờ để yên cho ông ta và người ta không nghe nói gì đến con cháu ông và cho đến cuối đời ông vẫn đi lại bằng chiếc xe công vụ cũ kỹ. Có thể nói là một ông mid-cleans, ông trong sạch, và có thể đứng giữa các phe phái mà phe nào cũng không thể nào ít tỉ vết. Nguyên nhân thứ hai đó là truyền thống Cộng sản Việt Nam cũng như hiện trạng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Việt Nam là một quốc gia có truyền thống khổng giáo rất là mạnh mẽ, trong đó kính ta người người ta kính trọng và những người sạch sẽ và đó là những vị quan liêm khiết Đại đa số dân chúng Việt Nam là những nông dân cày ruộng hoặc là nông dân làm thuê tại các xưởng sử dụng lao động đơn giản. Nhu cầu tinh thần của đại đa số người dân không có gì xa xôi và phức tạp. Họ tuân lệnh nhà cầm quyền và có mất tự do một chút cũng không sao, mà nhất là nhà cầm quyền ấy đang được dẫn đầu bởi một người liêm khiết. Giữa cơn rối loạn giữa hậu cộng sản cộng với cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những viên đạn bọc đô la và ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện như là một yếu tố trung hòa cho mọi nhu cầu. Một mặt ông lập đi lặp lại những giáo điều Mark Lenin làm cho đảng viên thuần đảng đang chới với được an tâm. Mặt khác thì ông tung ra chiến dịch đốt lò chống lại những viên đạn bọc đô la, từ đó thì duy trì sự ổn định xã hội cũng như tầng lớp đang cai trị quốc gia. Ông là một chính trị gia khéo léo và không thua bất cứ nhân vật chính trị quốc tế nào. Có người bảo ông Trọng là người cộng sản cuối cùng. Câu khẳng định này đúng hay sai thì tùy theo chủ quan của mỗi người, tùy theo định nghĩa thế nào là cộng sản. Theo dõi hơn 10 năm nay thì tôi nghĩ rằng ông Trọng hoàn toàn hiểu được những lời huấn thị của ông ở những buổi hội họp hoành tráng công khai là chỉ nói thế thôi chứ không có thực chất. Ông hoàn toàn hiểu rằng các cán bộ kiên trung tư tưởng của ông hoàn toàn có thể gục ngã vì các viện đạn bọc đô la. Ví dụ như tiêu biểu cho lớp này chính là cựu chủ tịch nước Võ Văn Thường, một học trò Mark Lenin của Nguyễn Phú Trọng mà ông góp phần quy hoạch dài lâu nhưng rốt cuộc thì đã bị mất chức. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam không công bố rõ ông Thường mắc khuyết điểm gì, nhưng rõ ràng là một trường hợp mà theo định nghĩa của chính ông Trọng là thoái hóa biến chất. Ông Nguyễn Phú Trọng hiểu nhưng ông vẫn hy vọng cái mô hình Marxist Leninist có cơ hội trở lại hay chăng sau khi ông ta hoàn tất công cuộc đốt lò. Đó chính là bi kịch của Nguyễn Phú Trọng. Ông hoàn toàn hiểu rằng không có cán bộ nào thích đi cái xe công vụ cũ kỹ như ông ta cả, nhưng ông vẫn cố gắng. Ông biết rằng mấy lời huấn thị giáo điều của ông cứ đi từ lỗ tai này chui qua lỗ tai khác, mà cán bộ nhưng ông cũng nghĩ còn nước còn tát Hẳn ông cũng hiểu sau khi mà ông lên đường theo Mark Lenin thì khó mà tìm được cán bộ nào chịu đi xe cũ mà tiếp tục đốt lò. Khúc bi tráng của Nguyễn Phú Trọng là thế. Để kết thúc thì chúng ta hãy trở lại với sự so sánh ông Trọng với ông Lê Duẩn. Ông Lê Duẩn mất tháng 7 năm 1986. Vài tháng sau đại hội đảng lần thứ 6 tuyên bố chấp nhận kinh tế thị trường, lật nhau nhiều thứ mà ông Duẩn từng tuyên bố đại trà. Cái chết của ông Xuân dần mở ra thời kỳ thịnh vượng hơn ở nước Việt Nam. Nhưng ngay sau đó là thời của những vị lãnh đạo chúa mà có thể bắn nhau bằng những viên đường, viên đạn bọc đường và đô la. Và ông Trọng mới mất có vài ngày. Đất nước Việt Nam đang đi vào vùng bất định mà những lời giáo huấn của ông Trọng tan như là những làn sóng nhỏ, mất tâm, mất tích. Liệu đất nước Việt Nam có thể tìm được một nhân vật khác thay cho Nguyễn Phú Trọng và có thể thấy rằng tiếp tục theo con đường nhân trị khổng giáo hay là các vị lãnh đạo chúa sẽ tiếp tục trở lại với những viên đạn bọc đô la hay là một mô hình mới tốt hơn điều đó như thế nào thì chúng ta không thể biết trước được và mô hình chính trị của việt nam theo cộng sản sẽ biến tướng như thế nào dưới thời của tô lâm thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi này và chúng ta hãy cùng chờ xem Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi